Xin mời các bạn quay trở lại với kênh thể thao giải trí của chúng tôi để theo dõi giải vô địch vật cổ điển vật tự do quốc gia năm 2023. Giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Chiều ngày hôm nay, ngày 15 tháng 10 sẽ diễn ra các trận bán kết và chung kết tranh huy chương. Hứa hẹn sẽ là một buổi chiều với những trận đấu rất hấp dẫn mà kênh thể thao giải trí chúng tôi tường thuật trực tiếp phục vụ các bạn đón xem trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngay sau đây là trận thi đấu hạng cân 55kg. Nguyễn Thị Ánh chiếm lĩnh các bạn trong trang phục đỏ tới từ Thanh Hóa gặp Đoàn Thị Kim Oanh từ Thừa Thiên Huế. Đây là Đoàn Thị Kim Oanh, một đồ vật da dơ Đoàn Thừa Thiên Huế. Đoàn Thị Kim Oanh là một gương mặt rất quen thuộc đối với các khán giả yêu mến môn vật nữ tại các hội làng quê vào mỗi dịp đầu xuân. Đây là trận đấu của hai vận động viên thuộc hai đoàn khác nhau. Hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Đây là những đồ vật đã giành những chiến thắng trong buổi sáng ngày hôm nay. Trên màn hình các bạn, Nguyễn Thị Ánh, Thanh Hóa trong trang phục đỏ gặp Đoàn Thị Kim Oanh, một đồ vật rất già dơ tới từ Thừa Thiên Huế trong trang phục xanh. Chúng tôi gọi là già dơ bởi vì là Đoàn Thị Kim Oanh đã từng chinh chiến rất nhiều các giải đấu vô địch quốc gia trong những năm vừa qua và cũng chinh chiến rất nhiều ở các hội làng quê vào mỗi dịp đầu xuân. Kim Oanh đã sang sau rồi. Hai đồ vật đã ra đòn ngay từ những giây phút đầu tiên của trận đấu này. Đây là trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Điểm số đang là 2-0 nghiêng về Kim Oanh, trang phục xanh Thừa Thiên Huế. Các bạn hãy theo dõi điểm số ở trên màn hình của ban tổ chức các bạn nhé. Tôi sẽ tập trung vào ghi hình, bắt chọn các khung hình để phục vụ các bạn theo dõi. Còn phần điểm số thì các bạn hãy theo dõi ở màn hình của ban tổ chức. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất về mặt điểm số đang hiển thị ở trên bảng điểm góc trái màn hình các bạn. Có những lúc thì chúng tôi sẽ không kịp cập nhật điểm số bởi vì chúng tôi phải tập trung vào bắt chọn các khung hình đẹp nhất để gửi tới các bạn đón xem. Trên về mặt điểm số thì chúng tôi sẽ cập nhật sau. Có những lúc mà điểm số không khớp với bảng điểm của ban tổ chức thì rất mong các bạn thông cảm nhé. Điểm số đang là 2-0 tạm nghiêng về Đoàn Thị Kim Oanh, trang phục xanh Thừa Thiên Huế. Các bạn đang theo dõi những hình trực tiếp được phát trên kênh YouTube Thể thao Giải trí tại giải vô địch quốc gia vật cổ điển vật tự do năm 2023. Giải đấu cấp cao nhất tại Việt Nam ở bộ môn vật. Giải đấu quy tụ đầy đủ các gương mặt anh tài trong làng vật Việt Nam, cả các đồ vật nam và các đồ vật nữ. Hai ngày hôm qua và hôm kia chúng tôi đã tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu vật tự do nam từ hạng cân 53 đến 125kg. Toàn bộ các trận đấu đã được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube Thể thao Giải trí. Các bạn có thể xem lại các trận đấu đó ở mục sự kiện phát trực tiếp. Và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu này. Điểm số đang là 2-1, vẫn nghiêng về
Kim Oanh, Thừa Thiên Huế. Để săn sóc cho Đỗ Ánh Thanh Hóa là vận động viên Đặng Thị Linh, hiện đang là thành viên đội tuyển vật quốc gia Việt Nam, vừa trở về từ ASEAN 19 và cũng vừa giành huy chương vàng SEA Games 32 tại Campuchia tháng 5 vừa qua. Đặng Thị Linh là người mặc áo xanh. Mời các bạn tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu này. Điểm số đang là 2-1 nghiêng về Đoàn Kim Oanh, Đoàn Thị Kim Oanh, Thừa Thiên Huế. Cô gái tới từ xứ Huế mộng mơ. Rất quyết liệt các bạn. Điểm số vẫn đang là 2-1 nhưng về Kim Oanh. Cảm ơn bạn Vũ Ngọc Yến nhé. Cảm ơn những chia sẻ và động viên của các bạn. Các bạn hãy dành những cái like để có thể động viên tinh thần anh em chúng tôi tác nghiệp, phục vụ các bạn đến hết giải đấu này. Rất tích cực và quyết liệt các bạn. Anh em theo dõi thấy hình ảnh và âm thanh hiện đang như thế nào, chất lượng như thế nào thì các anh em hãy bình luận cho chúng tôi được biết để điều chỉnh các anh em nhé. Và xem YouTube thì các anh em hãy xoay ngang màn hình, chọn độ phân giải Full HD bằng cách bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trái phía trên màn hình. Chọn Full HD 1080 xem rõ và nét hơn rất nhiều các anh em nhé. Các anh em đừng xem ở chế độ mặc định, xem mặc định rất là mờ. Xoay ngang màn hình và chọn Full HD để xem cho rõ và nét. Hai điều. Chúc Nguyễn nha. Rất quyết liệt và tích cực các bạn. Đây là giải vô địch quốc gia. Một đòn quá hết sức hiểm học. Chúc mừng Nguyễn Thị Ánh Thanh Hóa và cũng rất đáng tiếc cho Đoàn Thị Kim Oanh Thừa Thiên Huế.